Minasan konnichiwa, chào các bạn. Nay chúng ta lại tiếp tục đến với một bài đọc trong giáo trình Shinkansen. Như mình có nói thì ở bộ giáo trình Shinkansen thì mình sẽ lựa chọn ra một vài những cái bài đọc mà thứ nhất là về cái cách chọn đáp án nó khó, và thứ hai là những cái nội dung dịch nó hơi khó hiểu chẳng hạn, đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn ra những bài đọc đó để mình có thể cùng chữa với các bạn, để các bạn có thể hình dung làm sao trong những dạng bài đọc đó thì chúng ta sẽ làm thế nào để chọn được phương án chính xác. Và cách dịch câu, đặc biệt là mình rất chú trọng đến cái cách dịch câu, đúng không? Không phải là đi thi mình sẽ dịch tất cả bài để hiểu bài đấy nói như thế nào, từng chỗ ra làm sao, nhưng mình sẽ hướng dẫn cách các bạn dịch câu để làm sao là trong từng cái phương án, đúng không? Ví dụ như phương án đây 1, 2, 3, 4 đây, đúng không? Chúng ta dịch chính xác thì chúng ta đối chiếu lên phần bài làm của mình, nó cũng sẽ dịch được chính xác phần đó, thì mình sẽ biết là câu đấy đúng hay sai, để có thể loại bỏ đi hoặc có thể chọn đáp án đó là đáp án chính xác, đúng không ạ? Vậy bài đọc của chúng ta ngày hôm nay, đúng không, liên quan đến một dạng bài cũng rất hay bắt gặp trong dạng đề GLBT, đó là dạng này Ichiban itai koto wa nani ka, đúng không? Đó là dạng bài gì? Điều tác giả muốn nói nhất là gì, đúng không ạ? Đó, sẽ có một vài những cái tip để chúng ta có thể làm dạng bài này. Mình không khuyến khích các bạn là chúng ta sẽ có những cái tip đó dựa vào những cái mẹo đó để có thể chọn phương án chính xác mà không cần phải đọc. Tuy nhiên trong những cái lúc mà các bạn bối rối quá rồi, đúng không, tập trung lỡ mà làm những phần bài đọc kia nó chiếm mất thời gian quá rồi chẳng hạn, đúng không ạ, thì chúng ta cũng có thể có được trong một khoảng thời gian ngắn cũng có thể lựa chọn được phương án gần chính xác nhất, cái xác suất nó cao nhất thôi các bạn nhé, chứ mình không bao giờ khuyến khích các bạn là ok cứ dựa vào cái tip đó là có thể chọn phương án chính xác được, đúng không ạ? Rồi, với cái dạng bài thứ nhất này, đúng không? Đó là gì? Điều tác giả muốn nói nhất là gì? Suy nghĩ của tác giả là gì? Ông này muốn nói điều gì? Đúng không? Điều quan trọng nhất, muốn nói nhất, muốn truyền đạt nhất, vân vân. Thì thông thường các bài đọc, đúng không, thì trong tiếng Nhật nó sẽ thường viết theo kiểu là diễn giải, quy nạp. Tức là gì? Điều tác giả muốn nói nhất, đúng không, thì nó sẽ thường nằm ở đoạn cuối các bạn nhé. Thông thường, đúng không, chứ nằm ở đoạn đầu rồi thì cần gì phải nói ra nữa, đúng không? Người ta đọc mỗi đoạn đầu thôi à, đúng không? Và thông thường người ta sẽ nằm ở đoạn cuối, đúng không? Thế nên ở đây các bạn khi điều tác giả muốn nói nhất, các bạn hãy chú ý đến cái đoạn cuối này nhá, đúng không? Đây là điều thứ nhất, đúng không? Đấy, cái dạng thứ hai nữa, đúng không, sẽ chú ý đến một số cách diễn đạt mà hay dùng để nói về cái chủ trương ý kiến của tác giả, đó là gì? Đây, mình đã liệt kê đây cho các bạn rồi. Cách diễn đạt thứ nhất đó là daro hoặc desho, chắc rằng là, đúng không ạ? Đấy, cái này các bạn quen từ trong sơ cấp chưa ạ? Daro to desho. Hachi, no de wa nai daro ka, no de wa nai desho ka, vân vân đều được các bạn nhé, đúng không ạ? Cái đế quả này thì không phải là phủ định đâu nhé, mà đây chính là khẳng định chẳng phải là như thế này hay sao, thì đó tác giả muốn nói chính là nó luôn. Hoặc dạng thứ ba đó là beki da, beki là nên, hoặc hogai, cậu nên làm thế này, đúng không, tôi nghĩ là chúng ta nên làm thế này, nên làm thế kia chẳng hạn, đúng không ạ? Một cách cũng hát hay bắt gặp trong những cái nói về chủ trương ý kiến của tác giả. To omowareru, đúng không, đấy tôi nghĩ rằng là như thế này, hoặc chúng ta sẽ được nghĩ rằng như thế này này. Hoặc nakereba naranai, nakereba narimasen, chúng ta phải như thế này mới đúng. Đó là một số cách diễn đạt mà rất hay để nói về cái ý kiến chủ trương của tác giả. Vậy áp vào trong bài này, ok, nhìn ở phần cuối chưa? Ok, thứ nhất có đà đồ, đúng không, là một dấu hiệu. Và thứ hai là đọc kỹ cái đoạn cuối, đúng không, để xem cái nào nó giống nhất trong bốn cái phương án này. Đoạn cuối chúng ta là gì đây? Kono yoni rebo wa atsui natsu wo kaiteki ni sugosu tame no sugureta gizutsu dewa aru ga omowanu taichou furyou no genin ni mo hai nari yoru. Rebo no gizutsu wa arigatai mono da ga daiji na koto wa sono gizutsu wo jouzu ni tsukau u という koto daro. Vậy mình sẽ dịch qua cái đoạn này một chút để xem là trong bốn phương án này thì cái nào sẽ giống nhất nhá, đúng không? Vậy như trên cái gì đấy, đúng không, thì chủ ngữ đâu nhỉ? Đây, cái điều hòa đi với hóa này dịch ra đằng cuối này. Cái điều hòa này, đúng không, là một kỹ thuật, đúng là có một cái kỹ thuật rất là ưu việt gì đó để mà mình trải qua một cái mùa hè nóng nực một cách kaiteki, thoải mái nhất, đúng không? Thế nhưng mà đôi khi, nhưng mà thì chắc chắn là phía trước đã khen thế này rồi, phía sau thế nào cũng sẽ chê cho mà xem nhỉ? Đúng rồi, quả nhiên là như vậy, đúng không? Vì đúng, nhưng đôi khi nó sẽ trở thành một cái nguyên nhân và khiến cho mình taicho furio, đúng không? Thể điều bất lương, đúng không? Có nghĩa là gì nhỉ? Ở kiểu tình trạng sức khỏe nó không tốt ấy, đúng không? Hay kiểu vậy. Vậy kỹ thuật điều hòa lại chủ ngữ trong câu tiếp theo này, đúng không? Hay cái devo no gizutsu, chúng ta rất là biết ơn nó, thế nhưng, đúng không? Đấy, rất là biết ơn nó, thế nhưng phải thế nào đó. Daiji na koto wa, cái điều quan trọng rằng là gì? Điều đại sự, điều quan trọng. Đó là chắc hẳn rằng là gì đây? Chúng ta phải sử dụng nó thật giỏi. Jouzu ni, đúng không? Gizutsu wo jouzu ni tsukau to iu koto daro. Đúng không ạ? Vậy à, chắc hẳn cái điều người ta muốn nói là gì?
đúng không? Rõ ràng người ta sẽ có khen điều hòa không? Có, thế nhưng điều quan trọng người ta muốn nói, đúng không? Đó là phải sử dụng điều hòa đúng cách, đúng mực, đúng không ạ? Vậy lúc mình nhìn qua là như thế, cái cụm từ này đúng không? Lại có đà đồ là cách người ta nào hay nói để nói lên chủ trương, ý kiến tác giả. Lại nằm trong đoạn cuối nữa rồi. Vậy đối chiếu với 3 phương án, 4 phương án này đúng không? Vậy dịch thành câu 1 nhá, phương án 1 là gì đây ạ? Devo wa subarashii gijutsu nanode, dondon shiyou suru beki da. Đúng không? Điều hoàn rất là subarashii, rất là tuyệt vời luôn. Có khen không? Có. Thế thì chúng ta phải nhanh chóng dần dần đúng không? Càng ngày càng sử dụng nhiều điều hòa hơn. Dondon shiyou suru beki da. Có đúng không? Đã có khen nhưng đã đi với gả. Đúng không? Đã đi với gả. Shikashi kedo, đúng không? Vân vân. Thì đấy không bao giờ là điều tác giả muốn nói hết. Đúng không ạ? Câu số 2 này. Hãy shitsugai to shitsunai no ondo sa ga 10 do ijo aru to kaiteki de hotto suru. Có nghĩa là gì đây? Đấy, trong cái mệnh đề thứ nhất thì cái sự chênh lệch nhiệt độ đúng không? Ôn độ xạ giữa trong và ngoài phòng là nếu mà trên 10 độ C nhá thì chúng ta sẽ rất là kaiteki, thoải mái và yên tâm, hột độ. Thứ nhất, trong cái đoạn cuối này mình không thấy cái đoạn nào nói về chênh lệch phòng các thứ cả. Không có đoạn nào nói về kaiteki cả. Có kaiteki chăng nữa thì nó chỉ đi với gà. Điều hòa là một kỹ thuật mà giúp ta trải qua mùa hè một cách rất là thoải mái. Thế nhưng mà đúng không? Đó nó đi đằng trước với gà thì đấy không phải là điều tác giả muốn nói. Hơn nữa, đúng không? Lúc mà nói 10 độ C, đúng không? Đập vào mặt chúng ta ở đây, chúng ta thấy là gì đây? Đúng là chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng là 10 độ C. Hay như thế. Thế nhưng mà, đúng không? Trong lúc mà mình cứ đi ra đi vào căn phòng như thế thì đây là cuối cái shinke này, umaku hataraka nakku naru koto ga aru. Nhìn thấy chưa ạ? Đó, tức là mình sẽ cái dây thần kinh điều tiết gì đấy đúng không? Nó sẽ hoạt động không được trơn tru. Vậy có thoải mái, có yên tâm được không? Dame desu yo. Vậy câu số này mình sẽ loại. Câu số 3, Devo de kara o kowashite shimau koto mo aru node umaku tsukau hitsuyo ga aru. À, thấy cái đoạn này đúng không? Devo do cái điều hòa đôi khi nó sẽ phá hủy cơ thể mình đúng không? Tức là ảnh hưởng đến sức khỏe đi. Đúng không? Có ảnh hưởng không? Đúng không ạ? Ừ. Nhưng mà thế nên là chúng ta cần phải làm sao nhỉ? Sử dụng cho thật tốt, cho thật giỏi đúng không? Để cho thật hợp lý, phù hợp. Ừ, đúng cái đoạn này luôn. Điều quan trọng nhất là phải sử dụng giỏi, hợp lý. Ừ, mắc cựu ở dô dự đây chẳng hạn, đúng không? Ok, câu số 3 mình sẽ để lại đấy nhá, để xem có loại được câu số 4 không nào. Devo chikau to tayon wo chosetsu suru koto ga dekinaku naru node chikau wa nai hou ga ii. Úi dồi ôi, mà khuyên mình bảo là chikau wa nai hou ga ii, không nên sử dụng đúng không? Bởi vì là nó sẽ không thể điều tiết được nhiệt độ cơ thể chứ đấy nếu mà sử dụng. Ủa, nhưng nghe bảo là khuyên mà có cái nào nó bảo không nên sử dụng không? Dame desu yo. Đúng không ạ? Đấy, trong thời tiết nóng nực như này đúng không? Bảo là không sử dụng điều hòa là câu này mà ngay cả là ý kiến tác giả chắc mình phải bẻ cong ý kiến tác giả đi luôn đúng không ạ? Rồi ok, vậy câu số 4 mình sẽ loại đi các bạn nhé. Vậy đáp án chính xác ở trong câu này chúng ta sẽ là phương án số 3 đúng không? Vậy có đúng là nó nằm ở trong cái đoạn cuối của bài không ạ? Có đúng là những cách diễn đạt của nó dùng một trong những cách này của chúng ta không ạ? Thì các bạn lưu ý trong những dạng bài ý kiến tác giả chúng ta lưu ý cách sử dụng này các bạn nhé. Vậy là chúng ta cũng có thể nhanh chóng đúng không? Hy vọng là dùng nhanh nhất có thể để có thể đưa ra được phương án chính xác. Còn bây giờ như mình đã nói đúng không? Mình sẽ cùng các bạn dịch cái bài này đúng không? Để các bạn vẫn quen lại cái cách dịch, để không chỉ dịch để bài hiểu đâu ạ, mà chúng ta dịch trong từng cái phương án để chúng ta hiểu rõ nhất về phương án đó như thế nào. Và đối chiếu với những cái phần ở trên cái bài đọc của chúng ta xem chúng ta đã dịch đã chính xác hay chưa. Nào với đoạn đầu tiên nào. Ở đoạn này người ta chia sẵn cho bạn A, B, C, D rồi đúng không? Và chúng ta sẽ cùng dịch nhé. Devo という技術は本当に素晴らしく。私たちは暑い夏に Devo のおかげでいろいろ助けられている。例えば、勉強でも仕事でも暑い地を足をかきながらやるよりも涼しいところでやった方がずっと快適だ。まあね、có nghĩa là gì đây?Chủ ngữ của mình sẽ đi với wa, đúng không? Và như mình nói nhắc lại, nhắc đi, nhắc lại lần nữa. Chủ ngữ trong câu luôn luôn phải xác định được đã. Sau đó thì câu dài quá mình sẽ ngắt ra bằng dấu phẩy hoặc những cái dạng mẫu câu như kiểu no de, no ni, ta me, vân 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 chẳng hạn, đúng không? Và dịch từ cuối lên. Vậy đầu tiên xác định chủ ngữ như câu này. Cái kỹ thuật mà người ta gọi là điều hòa ấy thì quả thực là rất là subarashi, rất là tuyệt vời. Và chúng ta, đúng không? Chủ ngữ câu tiếp theo này. Chúng ta... Đúng không? Dịch từ cuối này, đã được cứu giúp, đúng không? Tatsuke dare đã được cứu giúp rất là nhiều, đã được cứu thoát đi, đúng không? Đấy, nhờ vào cái điều hòa này trong những ngày nóng nực. Đó, vậy mình sẽ dịch lại cái phần này cho nó trôi chảy một chút nhé. Mình sẽ biến đổi đi một chút, đúng không? Để cho câu có thể thuận hơn. Điều hòa, đúng không? Kỹ thuật điều hòa là một thứ vô cùng tuyệt vời. Nó đã giúp chúng ta có thể trải qua mùa hè nóng nực, đúng không? Nhờ vào cái điều hòa này thì đã được cứu giúp rất là nhiều.
Và ví dụ này đúng không, ngay cả trong công việc cũng như trong học tập, trong những ngày thời tiết nóng nực đúng không, thì Yorimo so với việc là chúng ta vừa làm vừa học đúng không, và đổ mồ hôi này, Asio khắc cự là đổ mồ hôi các bạn nhé, thì chúng ta làm việc đúng không, học tập ở những nơi mát mẻ sẽ chẳng phải là rất tốt hơn sao, đúng không? Zutto kaitekida, đúng không ạ? Shikashi, yoi koto bakkari dewa nai. Có nghĩa là gì đây ạ? Nếu đoạn đầu mình đọc thì mình sẽ thấy ồ đoạn này khen về điều hòa, mà đầu đoạn cũng từ shikashi thì chắc hẳn là phía sau nó có còn khen về điều hòa nữa không? Không các bạn nhá, đúng không? Đấy, vậy chúng ta chỉ cần đọc cái những cái từ nối là mình có thể đoán được, hình dung cả cái đoạn B này, đoạn thứ hai này nó sẽ là gì đây? Nói ra những cái điểm gì đó không tốt của điều hòa chẳng hạn, đúng không ạ? Thế nhưng không phải toàn là những điều tốt đâu nhá. Bakkari sẽ là toàn là. Shichua hito no taiyon o chosetsu suru shinke wa 5 ijou no kyou na henka o kurikaesu koto ni yowai shou da. Thật ra là như thế này, đúng không ạ? Đó, chúng ta sẽ dịch nhá, chủ ngữ là gì đây? Cái thần kinh này, shinke wa, cái dây thần kinh mà làm sao? Tất cả cái cụm từ này bổ nghĩa cho shinke, cái dây thần kinh mà điều tiết đúng không, cái nhiệt độ cơ thể, nó sẽ làm sao, là dịch từ cuối này, nghe nói rằng là cái soda này, nghe nói nhá đúng không, là nó sẽ yếu ớt, khá là yếu ớt với cái gì, đúng không, đi trợ từ ní, với cái sự lặp đi lặp lại, cứ đi cái sự lặp đi lặp lại gì cơ, cái sự biến đổi đột ngột mà trên 5 độ C. Nó ra dây thần kinh điều tiết cái nhiệt độ cơ thể đúng không, nó khá là yếu với cái sự cứ lặp đi lặp lại, cái sự biến đổi liên tục đúng không, gấp gáp đúng không, đột ngột đúng không ạ, với cái nhiệt độ là trên 5 độ C. 夏の湿地外と湿内の温度差は10度以上になることもよくあり、そこを出たり入ったりしているうちにこの体温を調節する神経がうまく働かなくなることがあるのだ。Một câu khá là dài đúng không? Vậy mình sẽ ngắt ra bằng 3 dấu phẩy đây rồi, từng cái một. Và trong từng dấu phẩy mình lại xem chủ ngữ trong cái đó là gì nhá. Chủ ngữ trong này đi vào đây đúng không? Vậy cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng vào mùa hè đúng không? Thì rất hay yoku ari đúng không? Tức là hay có cái điều đó, yoku aru ấy, hay có cái điều là gì đấy? Ủa, sự chênh lệch nhiệt độ là trên 10 độ C. Ở bên ngoài là 35-36 độ đúng không? Như trong nhiệt độ trong phòng mình bật điều hòa còn 25-26 độ chẳng hạn, đúng không? Đấy là sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng. Vậy trong lúc ở chini thì mẫu câu này trong khi, trong lúc đúng không? Mà mình cứ ra rồi lại vào cái nơi đó, là những nơi mà có sự chênh lệch nhiệt độ đó, thì làm sao lại chủ ngữ trong cái đoạn này là gỡ? Cái dây thần kinh mà điều tiết nhiệt độ cơ thể này, nó sẽ làm sao? Sẽ có những lúc mà nó không thể hoạt động trơn tru được. Umaku hataraka nakku naru các bạn nhé. Tiếp theo này, sono kekka tsukare yasui, atama ga itai nado samayama na shoujo ga arawareru. Đó, vậy kết quả là gì đây? Tất cả những này mặc dù đi với số phẩy nhưng nó đằng sau nó có nado, tức là nó chỉ là một trong những cái ví dụ cho một cái điều phía đằng sau thôi. Thế nên mình dịch từ phần đằng sau trước nhá. Kết quả là nó sẽ thể hiện ra arawareru, nhiều triệu chứng đúng không? Chữ này chứng trạng ấy đúng không? Có nghĩa là nhiều triệu chứng. Ví dụ như là được liệt kê bằng hai cái này, chúng ta dễ mỏi mệt, chúng ta dễ đau đầu. Ok chưa ạ? So naruto sarani warui koto ga okiru. Và cứ như thế đúng không, thì nó có còn xảy ra nhiều điều tồi tệ hơn nữa. Sarani là hơn nữa các bạn nhé. Doko itemo reibo ga aru tame ni dondon guai ga waruku natari natsu ga owaru made naoranai toyukoto mo aru no da. Và vì rằng là tame ni này, đây là vì các bạn nhé, vì là đi đến đâu cũng sẽ có điều hòa đúng không ạ, thế nên là đúng không, tari tari thì chúng ta sẽ để lại nhá. Vậy chúng ta sẽ có những cái chuyện như là gì? Thứ nhất đúng không, cái tari thứ nhất này nó là gì? Dần dần đúng không, cái cơ thể mình đúng không, cái gai, cái tình trạng cơ thể mình sẽ dần yếu dần đi, xấu dần đi này đúng không, và nó sẽ không khỏi được naora này cho đến tận khi mà mùa hè kết thúc đúng không? Đấy, cái là những cái sự mà lặp đi lặp lại, những cái biến đổi đột ngột nó không còn nữa, tức là khi mùa hè kết thúc đúng không, thì cái việc này nó mới chấm dứt đúng không ạ? Sore dewa shigoto ya benkyou dokoro ka asobi mo naka tanoshimenai daro. Và vì thế nên là đúng không, không chỉ riêng có học tập hay là làm việc đâu nhá, mà ngay cả chơi bời, chơi sướng nhất rồi đúng không, nhưng mà cứ mệt mỏi như thế, đau đầu như thế thì mình cũng không thể nào, chắc là không thể nào mà tận hưởng được điều đó. Tanoshimenai daro. Konoyoni, đúng không? Cái đoạn này thì mình vừa mới đọc rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng dịch luôn nhé. Vậy cứ như thế này, những điều mà chúng ta trình bày bằng một loạt đoạn ở trên đúng không? Thì đây đúng không? Trong câu này chúng ta dịch từ điều hòa.
Cái điều hòa là một kỹ thuật, đúng là có một cái kỹ thuật vô cùng ưu việt. Sugu reta, chữ này là chữ ưu, gọi là ưu việt, xuất chúng, đúng không? Tuyệt vời chẳng hạn. Để mà, đúng không? Lại cụm về trước để mà chúng ta trải qua, dịch từ cuối lên này, một cách thoải mái nhất, trải qua cái gì? Cái mùa hè nóng nực, đúng không? Đấy là một kỹ thuật rất tuyệt vời để giúp chúng ta trải qua mùa hè nóng nực một cách thoải mái nhất. Nhưng có gà này, đúng không? Nó cũng sẽ trở thành cái nguyên nhân. Nguyên nhân làm sao? Khiến cho cơ thể mình mệt mỏi, khó chịu mà mình không hề nghĩ đến được, đúng không? Không thể tưởng tượng ra được. Omowa nữ chính là omowa nai á, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo này, kỹ thuật điều hòa. Cái điều hòa mình là một thứ mình rất là arigatai, cũng được biết ơn, trân trọng nó, đúng không? Nhưng điều daishi na koto á, đúng không? Điều quan trọng, điều đại sự ở đây đó là chắc hẳn là chúng ta phải sử dụng điều hòa cho nó hợp lý. Tắt bật như thế nào, đúng không? Không phải bật cả ngày, cũng phải nhiệt độ ngoài trời tận 39-40 độ C, mà mình bật nhỏ nhất có thể là 20-18 độ C chẳng hạn. Nó vừa hỏng điều hòa mà làm cho cơ thể sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài phòng nó lớn thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đúng không ạ? Đấy. Vậy thông qua bài đọc như này thì hy vọng các bạn nhớ cách dịch của mình nhé. Nhắc lại một lần nữa một cái quy tắc kinh điển, đúng không? Đó là xác định chủ ngữ trong câu. Câu nào dài quá ngắt ra có thể bằng dấu phẩy hoặc có bằng những cái mệnh đề câu, đúng không? Nếu thì, tuy, nhưng, đúng không? Rồi thì vì, để thế nào đó chẳng hạn, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là quy tắc dịch từ cuối lên, không bao giờ được bỏ sót một từ nào, là chúng ta sẽ dịch được đúng và chính xác các bạn nhé. はい、皆さん頑張ってください。じゃあ、また。